Okay then, so is it your wedding and is he your fiancé, right? No, it's not my wedding and he's not my fiancé too. Okay, so if he is not your fiancé, do you want to go on a date with me? Yeah. I mean, do you want to go out with me? I'm sure you're interested, right? Hey, you! Hey! What's wrong? Hi, this is Alex from Minute Earth. Air conditioners are a modern wonder. They've saved countless chị ơi, hả? Chị có thấy cái áo đỏ có cái nón của em không? À, có. À, để tôi lấy cho. À, em thấy rồi kìa. Để tôi lấy cho. Cảm ơn chị. Chị đang học nghe tiếng Anh hả? Tôi tranh thủ lúc rảnh mở mấy cái file cậu đưa nghe cho quen thôi à. Vậy là đúng rồi đó. À, quen nè. Sao chị? Mà họ nói nhanh quá, tôi không nghe gì hết trơn á. Vậy hả? Ừ. À, cậu nghe giùm tôi nha. Thôi, em đâu có học giỏi tiếng Anh đâu. Nhưng mà dù sao cậu cũng giỏi hơn tôi mà. Em thì có giỏi gì đâu. Đi bà, nghe giùm nha. Ok. Thôi để em nghe thử coi. But air conditioning also burns fossil fuels, just out of sight. And that's not their only problem. The way that air conditioners cool buildings is by moving heat from inside to outside. They can pump out enough heat to warm an entire city by a few degrees. And on top of that... Nói gì vậy ta? Sao nghe không hiểu gì hết? Có phải là họ nói về cái máy lạnh đúng không? Hình như là vậy á chị. Vậy thì cái cụm từ controlling temperature có nghĩa là điều khiển nhiệt độ đúng không? Đúng rồi á, em thấy những chị nói đúng luôn á. Cái gì mà control nó đúng rồi, chắc là nó rồi. Vậy air conditioner là đúng rồi đúng không? Hình như là vậy á. Air conditioner gì đó. Đúng rồi đó chị. Thì ra là cái máy lạnh. Cảm ơn cậu nhiều nha. Đâu có gì đâu. Em đi xuống nha. Không được. Sao phải làm như vậy? Bây giờ không nói nhiều. Cậu qua bển á, nói người ta thanh toán liền cho mình. Dạ, theo như em được biết á, thì bên đó họ cũng đang thiếu thốn và kẹt tiền đó sếp. Trời ơi, giờ này còn nghĩ cho người ta nữa hả? Cậu muốn cái công ty phá sản phải không? Dạ, em hiểu rồi, thưa sếp. Thiệt là bất minh quá. Còn con nữa, ba nói gọi là con đi nghe ngóng còn dựng báo cho ba. Tại sao để xảy ra cái chuyện này? Dạ thưa ba, thiệt tình là con có đi nghe ngóng mà. Nhưng mà con đâu thấy gì đâu. Cả con nữa hả? Không hiểu sao ba lại tin con nữa. Nghe. Ủa, liệu hả? Không có cái gì đâu. Bà chuẩn bị chưa? Có ai ở nhà không? Có ai không ạ? Hello, may I help you? I'm looking for my manager because she just out. She'll be back soon. We are here for buying cake and dessert. Where is he? She will be back soon. Would you like to take a seat? Nói là mình có muốn ngồi chờ chủ tiệm một chút không? À, được. Okay. Are you here to take a wedding cake and dessert today or just checking? Okay. Wedding cake and dessert. Are you here to take a dessert and wedding cake today or just checking? Okay. Wedding cake and dessert. Anh hỏi là mình tới để lấy bánh hay là chỉ để coi thôi. We just want to take them and make sure they will be delivered in tomorrow. Okay then. So is it your wedding and is he your fiancé, right? No. It's not my wedding and he's not my fiancé too. Okay, so if he is not your fiancé,
Do you want to go on a date with me? Yeah. I mean, do you want to go out with me? I'm sure you're interested, right? Hey you. Hey. What's wrong? Why you? Ủa có chị gì vậy? Dạ dạ chào chị. Tụi em muốn tới để xem bánh ạ. Cái ông hồi nãy như bị khùng vậy đó. Tôi nghĩ chắc là ảnh giỡn á. Người khùng mới giỡn kiểu kỳ cục vậy. Không biết là chị ấy đã nói gì với ông đó nữa. Không hiểu sao tự nhiên anh thích tôi ha. Cái gì? Dám nói vậy hả? Đúng là hết chịu nổi mà. Ủa sao vậy? À không có gì. Mà chị nói tiếng Anh giỏi quá vậy. Nãy phát âm chuẩn lắm luôn á. Đâu có đâu. Tại vì á tôi chăm chỉ nghe các file cậu đưa á. Với lại tôi còn hay thực tập với chú student nữa. Trình độ của mình còn lâu mới bằng chị ấy. Thiệt là mất mặt quá đi. Biết trốn ở đâu bây giờ. Đúng nịnh nhục với con cá nục. Nè hai đứa, coi chừng té bây giờ. Chị ơi. Hả? Chị có cần em phụ gì không? À không cần đâu. Ê, à, mà tí nữa tôi xong việc rồi tôi đi lấy bánh. Nè, cậu đưa cho Lâm Chi cái này giùm tôi nha. Để Lâm Chi đưa cho ông á. À. Ừ. Được rồi. Ủa mà lát là chị phải đi lấy bánh nữa hả? Ừ. À. Oh, Julian. It looked like you trying to ask her out. It's very noisy with you here. Ủa chị, giờ chị đi lấy bánh đúng không? Ừ. Em đi chung với chị nha. Ủa, cậu không làm gì sao? Em làm xong hết việc rồi. Ừ, không đón khách luôn hả? Ờ, cái việc đón khách có cậu sĩ với Quang lo. Thôi mình đi thôi. Ừ. Có ai ở đây không ạ? Wow, you again. Where your manager? We need quitting case and dessert quick. She will be back soon. But anyway, whose wedding is it? Is that your brother or sister? Is it Mr. Tai's wedding? And I'm his housekeeper. Oh, I'll finish my job at 6 p.m. and I'd love to buy you some drink after job. I know a really nice place. Nói gì mà nhiều dữ vậy? Chắc chắn là hắn mời chị ấy đi chơi rồi. Nhìn cái cặp mắt nhá nhá là biết liền. Come on, we will have fun. No, thanks. It looks like you're trying to ask her out. It's very annoying, sweetie. He has no interest in you. It's not far away from here. Hey, stop it. It you look like cái thằng khốn này. Mày muốn gì hả? Mày là cô giấy một lần nữa biết tay tao rồi chưa? Hey, what's wrong with you? Nói gì? Mày đừng có nói tiếng Anh nữa. Mày ngon nói tiếng Việt đi. Sao? Hả? Hả? Tôi sẽ giao bánh tới liền. Xin lỗi hai em. Thành thật xin lỗi hai em nhiều. Chị. Nãy em xin lỗi nha. Tại nóng quá. Không có gì đâu. Mà thật sự là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng á. Hả? Cảm ơn em á. Tại vì cậu mà không ra tay, tôi cũng không biết làm sao nữa. Mà công nhận nha, lúc cậu tức giận lên, nhìn sợ thiệt á, như là người lớn vậy á.